He's young, cool, good looking, great smile. He's going home. So the last question for 911. That would you share with us if you have any plans for future collaboration with the other Vietnamese artists in the future? Only the food. My name is V, and so first of all, thank you so much for spending time with us today. And so the first question, you will know that Amdo Willy is on the top one trending on YouTube, right? So how do you feel right now? Excited. I feel very excited. Yeah, so exciting. Okay, so can I ask you, that what is your first impression when you're working with the Phuc? We just thought he was really professional. He's really good at social media. He's a good dancer. Thank you. Good teacher as well. I'm just a bad student. But his voice is brilliant, and everything, the energy, everything, he's been brilliant to work with him. He's young, cool, good looking. Thank you so much. Great smile. Appreciate that. He's got it all. Great singer. Beautiful. Let's do more. Yeah, thank you so much. Và thực ra rằng là khi mà được làm việc với các anh 911 thì thực ra cái trải nghiệm đầu tiên của Đức Phúc rằng là các anh rất là thân thiện, và đặc biệt rằng là các anh đem đến cho Phúc một cái nguồn năng lượng rất là tươi mới, rất là trẻ trung, mặc dù rằng là có thể là các anh đã hoạt động từ trước đó rất là lâu rồi, nhưng mà cái sự trẻ trung trong các anh vẫn còn rất là nhiều, vẫn còn nghĩa là truyền cảm hứng cho Phúc rất là nhiều. Và trong cái lần vừa rồi thì anh Spy kiểu rất là muốn học một cái điệu nhảy bài hát của Phúc, và Phúc đã dạy anh bài ngày đầu tiên, và xong anh cũng chỉ lại cho Phúc một bài của nhóm 911. Thì trong cái khoảng thời gian mà làm việc và cũng như là quay hình cùng các anh, thực ra là Phúc trong cái khoảnh khắc đấy thì Phúc có nghĩ ra một cái điều là khi mà được đứng cạnh các anh để hát và cũng như là để thực hiện MV Em Đồng Ý I Do, thì Phúc nghĩ là cái cảm giác mà có các anh tại quay hình trên quê hương của mình, quê hương Việt Nam, thì Phúc cảm thấy tự hào vô cùng. Okay, so now how do you feel when you're listening to the Vietnamese version of I Do? Amazing. Yeah, we absolutely love it. Like, really. And fans in England are loving the version, and they love his voice. And yeah, learn a little bit. I've been listening. I'm slowly learning, but a few more, maybe a week, and I will have this. Yes. Sing a little bit. Wow. Yeah. Wow. I'm a corking. Yeah, it's really good. When I learn everything, I'll show you on video. Absolutely. We'll do it. Yes. Còn về Đức Phúc thì cảm xúc đầu tiên của Phúc khi mà nhận được lời mời hợp tác từ các anh. Ra thì cái này chắc là Phúc sẽ chia sẻ với một xíu là vào một cái ngày rất là đẹp trời vào khoảng cuối năm ngoái thôi, thì Phúc có nhận được lời mời từ đại diện của nhóm nhạc 911 tại Việt Nam, đó là chị Giang, mời tham gia vào cái lần hợp tác lần này. Thì lúc đấy Phúc thấy rằng là wow, đây là một cái cơ hội rất là lớn cho mình, và Phúc thấy một phần nữa rằng là cái định hướng âm nhạc và cũng như là cái lần hợp tác này nó rất là đúng với cái định hướng mà Phúc đang muốn truyền tải, đó chính là đem đến cho quý vị khán giả, gửi gắm cho quý vị khán giả những cái điều hạnh phúc và những cái nguồn năng lượng tích cực thông qua âm nhạc của mình. Thì với Em Đồng Ý I Do thì Phúc chắc chắn một điều rằng là có thể làm được cái điều đấy, vì cái nội dung của bài hát nó đã đủ để có thể nói lên được cái ý nghĩa đó rồi. Và Phúc cảm thấy rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi mà có cơ hội hợp tác cùng các anh. Và một cái điều lớn lao hơn nữa khi mà Phúc nhận lời tham gia dự án lần này là Phúc nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn để mình có thể đem âm nhạc, nghệ sĩ của Việt Nam, những văn hóa của Việt Nam, những địa điểm du lịch của Việt Nam gần gũi hơn với bạn bè quốc tế. Đó là cái điều mà Phúc gọi là lớn lao hơn cả khi mà Phúc nhận lời tham gia vào dự án lần này. Cũng như là rất là biết ơn về sự tin tưởng của nhóm nhạc 911 đã dành sự tin tưởng cho Đức Phúc và cũng như là ekip tại Việt Nam để có thể thực hiện music video Em Đồng Ý I Do trong lần này. Okay, so let's talk about
that I do. We know that your song is very popular in Vietnam, not only in your country, but also in Vietnam. There are many people who love your song so much. For example, we can hear your song in every wedding. So I'm curious that what did you do to create something new, but to keep its original energy in this song? Well, it was a song that was originally written for my wife for our wedding day. And it was never meant to be a single or released as a song. It was just mainly just for me and my wife. But because we released a new album 10 years ago, we added the song onto the album just to see, you know, just to basically put extra songs on. And since then, it's just kind of gone crazy. Everybody kind of seems to like the song, and they a lot of people use it for their weddings, for their first dance. And then we came over last year and did Hayfest Festival, and everybody in the audience was singing the songs already, which we do, you know, we didn't know at the time it was going to be that popular. So it's amazing reception. Yeah, thank you very much. Just for professional, cool, yes, amazing. Yeah. Thực ra là Phúc muốn chia sẻ thêm một chút xíu rằng là thực ra với cái dự án lần này Phúc muốn chia sẻ rất nhiều, nhưng mà thời gian có hạn thì Phúc sẽ chia sẻ một vài những cái ý chính. Thì với cái lần hợp tác lần này, ban đầu khi mà đại diện của 911 tại Việt Nam, chị Giang gửi lời mời, và cũng như rằng là cái thời điểm ban đầu cái kế hoạch là chỉ dừng lại ở cái bản audio thôi đó. Nhưng mà đại diện của 911 tại Việt Nam và cũng như là cùng với Phúc đã cố gắng để thuyết phục các anh là nếu mà chúng ta release cái bản đó tại Việt Nam thì nên có một music video. Tại vì thực ra là cái ca khúc này đã được ra mắt từ trước đó rồi, và như anh Jimmy đã nói thì là anh mới chỉ add nó trong cái album thôi, chưa có một cái single chính thức hoặc là chưa có một cái music video chính thức. Đó là lý do tại sao mà chị Giang và Phúc rất là quyết liệt để gọi là cố gắng để có thể mời được các anh về Việt Nam để tham gia vào cái dự án lần này và phải và quay music video cho ca khúc lần này. Tại vì trong ba anh thì có anh Ly là anh rất là sợ đi máy bay, và cũng như rằng là đấy là một lý do nhé. Và lý do tiếp theo rằng là anh không biết được rằng là với cái lần hợp tác này thì kiểu nghĩa là có bị mất thời gian hay không, và cũng sẽ thể tìm hiểu cái profile của Đức Phúc ở Việt Nam xem như thế nào. Thì xong sau đó thì rất là may mắn đã nhận được lời đồng ý từ các anh và đã có thể đưa các anh về Việt Nam để thực hiện music video Em Đồng Ý. Thì Phúc muốn chia sẻ thêm một chút xíu như thế này để cũng rất là biết ơn về cái lần hợp tác lần này, vì Phúc tự hào vô cùng. Phúc tự hào vô cùng khi một nghệ sĩ Việt Nam có thể có mặt trong một official music video của nghệ sĩ nước ngoài, thì đó là một cái điều mà Phúc cảm thấy thế thực sự rất là hạnh phúc và rất là biết ơn về cái điều đó. Và tiếp theo nữa là nếu mà quý vị khán giả có thể xem ở trong cái music video thì trong đó có những cái văn hóa của Việt Nam, có những cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của Việt Nam, có những cái câu chuyện rất là dung dị mà chỉ ở Việt Nam mới có, thì đã được gài gắm hết trong Em Đồng Ý, I Do. Và đó cũng là cái mong muốn của Đức Phúc và ekip của tất cả các anh chị em, muốn khi mà cái sản phẩm này mình kết hợp với nghệ sĩ quốc tế thì ít nhiều là chắc chắn cái sự tiếp cận nó có thể sẽ rộng hơn ngoài phạm vi thị trường Việt Nam. Nên đó là lý do tại sao mà mọi phong tục, mọi văn hóa, mọi hình ảnh, mọi tất cả những thứ rất là đẹp của Việt Nam sẽ đều được gài gắm ở trong đó để có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Đó là một cái mà Phúc cũng rất là vui. Tiếp theo nữa là vào ngày 14 tháng 2 sắp tới đây thì ca khúc Em Đồng Ý, I Do sẽ được ra mắt phiên bản English, là Phúc cũng sẽ có hát phần tiếng Anh luôn trên kênh của các anh 911. Thì hy vọng mọi người sẽ cùng đón chờ và để xem là gọi khi mà Phúc hát tiếng Anh thì nó sẽ như thế nào. Thực ra nó rất là áp lực, tại vì khi mà mình hát tiếng Việt nó đã khác rồi, nhưng mà khi mà sang hát tiếng Anh Phúc phải hát để theo được các anh, và cũng như là làm sao để ra được cái tinh thần US UK nhất có thể. Tất cả các phần lời tiếng Anh nó cũng đã quá đúng rồi. So the last question for 911, would you share with us if you have any plans for future collaboration with the other Vietnamese artists in the future? Only the Phúc. <Yeah. laughs>